Đầu tiên, thầy sẽ tóm tắt lý thuyết cho các con. Ghi cho thầy định nghĩa. Các con nhìn trên bảng. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của góc kia. Mỗi cạnh góc này là tia đối của mỗi cạnh góc kia. Chúng ta cùng phân tích cái định nghĩa này. Đầu tiên, thầy phải cần các con nhớ lại tia đối là gì đã. Thầy vẽ trên bảng. Tia OX tia đối của tia OX vẽ như thế nào? Các con cùng nhớ lại với thầy nhé. Trên cùng một đường thẳng, thầy vẽ một tia khác chung góc O và ngược chiều với OX là OX vậy. Được chưa? Vậy thầy sẽ có tia đối của tia OX là tia OX vậy. OX, OX phẩy là hai tia đối nhau.